Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 6, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Tập đoàn Asui Việt Nam tổ chức sự kiện đạp xe câu chuyện về lộ trình xanh và khai mạc triển lãm Copenhagen, thành phố đáng sống, thành phố xe đạp. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã trao quyết định cho phép hoạt động đối với Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Trong vòng 2 năm trở lại đây, mặc dù phần lớn thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành, nhưng công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh vẫn đạt được nhiều thành quả nhờ sự đổi mới trong xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy Huế từng bước hình thành đô thị văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường và thông minh, sáng nay, Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Tập đoàn Asui Việt Nam tổ chức sự kiện đạp xe, câu chuyện về lộ trình xanh và khai mạc triển lãm Copenhagen, thành phố đáng sống, thành phố xe đạp. Tham dự sự kiện có ông Kim Holun Christensen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đại diện các sở ngành liên quan. Từ 5 giờ 30 phút sáng, hơn 200 thành viên là cá nhân, tổ chức, cả câu lạc bộ đã hăng hải tham gia sự kiện đạp xe câu chuyện về lộ trình xanh. Xuất phát từ bia Quốc học, đi qua các cây cầu và cung đường đẹp của thành phố, người tham gia đã có cơ hội được ngắm nhìn cảnh quan cũng như tận hưởng không khí trong lành của Huế vào sáng sớm. Đây cũng là dịp để thúc đẩy phong trào luyện tập thể thao nói chung và phát triển loại hình xe đạp nói riêng trong cộng đồng người dân ở cố đô Huế và những người yêu Huế, để nâng cao sức khỏe, có ý thức bảo vệ môi trường, hướng đến một Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng. Tôi cảm thấy sáng hôm nay được tham gia cuộc xe đạp này rất là vui và rất là phấn khởi, như được nạp lên năng lượng buổi sáng và hàng ngày. Hôm nay tham gia thì mình cảm thấy là mà mọi người đấy là rất là đoàn kết và cảm thấy trong cái hội thành viên của bên đội xe đạp ở tỉnh Thừa Thiên Huế mình là cảm thấy là ngày càng đông và càng và thu hút được nhiều giới trẻ cũng như người lớn và mình cảm thấy rất là vui. Ngay sau khi kết thúc hành trình đạp xe, các thành viên tham dự lễ khai mạc và ngắm nhìn những bức ảnh trong triển lãm Copenhagen, thành phố đáng sống, thành phố xe đạp. Với tổng cộng 17 bức ảnh giới thiệu về những kết quả đạt được sau 20 năm nỗ lực chuyển đổi công trình đô thị đầy sáng tạo và mô hình giao thông an toàn, thân thiện với môi trường, người xem sẽ được ngắm nhìn một thành phố Copenhagen hiện đại, năng động và thân thiện với môi trường khi xe đạp trở thành một phương tiện phổ biến. Thưa quý vị, với những bức tranh, những hình ảnh vô cùng sinh động về chủ đề Copenhagen, thành phố đáng sống, thành phố xe đạp, hy vọng rằng sẽ giúp cho lãnh đạo cũng như người dân thành phố Huế tìm ra được những cách làm hay, hiệu quả để đưa Huế trở thành một thành phố gắn liền với xe đạp, trở thành một thành phố du lịch xanh trên bản đồ của Việt Nam. Tại triển lãm, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam đã trao đổi cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế những dự án sáng tạo và đột phá của thành phố Copenhagen nhằm ưu tiên cho sự phát triển của loại hình xe đạp trong thành phố. Qua đó mong muốn những giải pháp của nước bạn sẽ giúp cho Huế có thêm nhiều ý tưởng trong việc xây dựng một thành phố xanh, sạch, sáng và thân thiện với môi trường. Thành phố Copenhagen của chúng tôi đã thành công trong chuyển đổi mô hình giao thông để trở thành một thành phố đáng sống, thành phố xe đạp. Qua cuộc trao đổi với ông Phan Ngọc Thọ và ông Hoàng Hải Minh, tôi hy vọng sẽ mang đến cho Huế những phương pháp có ích để sớm giúp Huế trở thành một thành phố đáng sống, an toàn và thân thiện với môi trường. Qua những chương trình này thì chúng tôi đang cố gắng là cùng làm việc với các sở ban ngành và các đơn vị, thì đặc biệt là địa bàn Thừa Thiên Huế, để địa bàn của thành phố Huế, để có các chương trình đạp xe thường xuyên và để người dân có những cái chương trình vận động như này vào cuối tuần, bên cạnh các cái tổ chức chương trình như là thể thao, như chạy bộ nữa, thì tạo ra một cái thành phố Huế rất là sạch và rất là trong lành trong con mắt của tất cả người dân cũng như là khách du lịch. Với những nỗ lực trong việc tạo nên một thành phố Huế xinh đẹp, trong lành và thân thiện với môi trường, chuỗi các hoạt động về đạp xe được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa đến cộng đồng, để mỗi người dân quan tâm hơn đến việc sử dụng xe đạp làm phương tiện di chuyển, không chỉ giúp nâng cao sức khỏe tinh thần mà còn góp phần làm cho Huế xanh hơn và đáng sống hơn. Chiều qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã trao quyết định cho phép hoạt động đối với Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đại diện gia đình Đại tướng đón nhận quyết định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao sự nỗ lực khẩn trương của gia đình Đại tướng trong việc xây dựng bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đồng thời bày tỏ vui mừng khi trên địa bàn tỉnh có thêm một địa chỉ văn hóa thiết kế bảo tàng ngoài công lập. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ bảo tàng về công tác trưng bày, hướng dẫn nghiệp vụ, liên kết với các bảo tàng trên địa bàn tỉnh. Dự kiến bảo tàng sẽ khai trương vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày mất Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phú Lộc phối hợp với Ủy ban Nhân xã Lộc Trì tổ chức cất bốc di dời 119 phần mộ liệt sĩ đến Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Ông Cái Trọng Như, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã Lộc Trì cho biết, Nghĩa trang Liệt sĩ xã nằm ở khu vực thấp trũng nên có khả năng ngập lụt vào mùa mưa. Vì vậy, việc di dời các phần mộ liệt sĩ đến Nghĩa trang Liệt sĩ huyện giúp các liệt sĩ có nơi yên nghỉ khang trang hơn. Những năm qua, với tình cảm và trách nhiệm, ngoài việc thực hiện tốt các chế độ chính sách của nhà nước, huyện Phú Lộc luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng người có công, đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là những nội dung mới ban hành liên quan đến đối tượng chính sách. Chuyển sang những thông tin khác, luật nhà ở sửa đổi do Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội xem xét đang nhận sự quan tâm của dư luận và các đại biểu Quốc hội. Bên hành lang Quốc hội, phóng viên truyền hình Thông tấn đã ghi nhận ý kiến của một số đại biểu xung quanh đề xuất này. Ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu sắp tới chỉ được sở hữu nhà chung cư có thời hạn từ 50 đến 70 năm thay vì lâu dài như hiện nay, thì quyền lợi của người dân sẽ bị ảnh hưởng. Việc sở hữu tài sản của người dân không phù hợp với thời hạn sử dụng đất của người dân. Các nhà hoạch định chính sách cần tính toán lại cho phù hợp với thực tế. Nếu mà 50 năm thì không ổn. Bởi vì nó chưa hết một cái cuộc đời con người bây giờ, cái tuổi thọ là trung bình là gần 75 tuổi rồi. Thế để đến đời con, đời cháu họ thì như thế nào? Đang ở thế thì bây giờ làm sao? Gia hạn như thế nào? Thì cái này là các cái nhà hoạch định chính sách thì phải có cái tính toán lại. Và đặc biệt là tới đây ấy, là riêng về các cái luật liên quan ấy, thì cần phải là điều chỉnh lại cho nó phù hợp. Nếu mà quy định đến cái giá trị của chung cư và 50 năm, 70 năm thì phải tính toán đồng bộ về các cái giải pháp và phải để cho người dân hiểu rõ nếu anh sở hữu chung cư thì anh có chừng ấy năm, anh bỏ ra khoản tiền như thế thì anh sẽ quyết định. Chứ còn nếu lập lờ giữa cái sở hữu lâu dài với cái thời hạn của chung cư thì hai cái này không được nhầm lẫn. Tâm lý của người dân từ trước đến nay vẫn muốn sở hữu đất lâu dài dù là đất nền hay chung cư. Trong thời gian tới, khi nghiên cứu xây dựng luật nhà ở sửa đổi, nội dung này sẽ tiếp tục được đưa ra thảo luận lấy ý kiến nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các chủ sở hữu nhà chung cư. Theo Bộ Tài chính, số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản đã có xu hướng tăng mạnh gần đây. Cụ thể, số thu từ hoạt động này năm 2021 vào khoảng 21.000 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm liền trước. Số thu tiếp tục tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm nay, ước đạt 16.000 tỷ đồng, tăng gần 69% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, tính riêng 5 tháng đầu năm nay, số thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã tăng ròng 6.600 tỷ đồng. Đề xuất mua bán nhà đất phải thanh toán qua ngân hàng, giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm là những thông tin đáng chú ý trong cùng tin vắn sau. Bộ Tài chính kiến nghị bổ sung quy định chuyển nhượng bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng để kiểm soát giao dịch, quản lý thuế. Đây là một trong các giải pháp Bộ Tài chính đề xuất với các cấp có thẩm quyền để quản lý thuế với hoạt động chuyển nhượng bất động sản hiệu quả trong thời gian tới. Việc thực hiện giao dịch qua ngân hàng, theo Bộ Tài chính, giúp minh bạch kiểm soát giao dịch của các ngành, phục vụ quản lý giao dịch tài sản, bất động sản và quản lý thuế nói riêng. Số liệu thống kê của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cho thấy khối lượng gạo xuất khẩu 5 tháng đầu năm tăng 10,3% về khối lượng nhưng giảm 1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu tháng 5 của Việt Nam ở mức 415 đến 420 đô la Mỹ một tấn, giảm 3 đô la Mỹ so với tháng trước và là mức giảm tháng thứ 2 liên tiếp. Giá gạo liên tục đi xuống là do nguồn cung trên thế giới tăng mạnh. Thưa quý vị và các bạn, trong vòng 2 năm trở lại đây, mặc dù phần lớn thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành, nhưng công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh vẫn đạt được nhiều thành quả nhờ sự đổi mới trong xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, hàng loạt các cuộc gặp gỡ xúc tiến đầu tư nước ngoài, quảng bá điểm đến đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đây là những tín hiệu đáng mừng, đồng thời dự báo về những đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới đây. Tháng 4 năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức một cuộc xúc tiến trực tiếp các nhà đầu tư Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, cũng như gặp gỡ các cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để kết nối hoạt động đầu tư tại Thừa Thiên Huế, cũng như thúc đẩy hoạt động mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư trên địa bàn. Nhà máy dệt Sunjin AT và Sivina là một trong những dự án của doanh nghiệp 100% nước ngoài của Hàn Quốc đang hoạt động khá ổn định tại khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô. Nhà máy có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 6 triệu đô la Mỹ trên diện tích khoảng 2 hecta. Lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết, sau cuộc gặp gỡ với chính quyền Thừa Thiên Huế, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư giai đoạn 2 thêm 2 hecta nữa và nâng vốn đầu tư dự kiến thêm 4 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi đầu tư nhà máy tại khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô hơn 4 năm qua. Sau thời gian đầu tư tại địa bàn này khá hiệu quả, chúng tôi tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 để nâng cao năng lực sản xuất, tăng thêm sản phẩm hàng hóa cho xuất khẩu cho các thị trường trên thế giới. Chúng tôi cũng đang kết nối với các doanh nghiệp bạn ở Hàn Quốc để có thể liên kết thêm với chúng tôi và đầu tư tại khu kinh tế Chân Mây. Cùng cuối tháng 4 vừa qua, Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị gặp gỡ Thừa Thiên Huế Xanh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam AmCham. Theo đó, hai bên đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp Thừa Thiên Huế và doanh nghiệp Mỹ, góp phần đưa Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung, tiếp cận với các nguồn lực, nguồn vốn đầu tư và công nghệ quốc tế để giới thiệu và kết nối đến cộng đồng địa phương và ngược lại. Tại hội nghị này đã mở ra nhiều cơ hội cho tỉnh trong việc thu hút các nhà đầu tư khi có đến 70 doanh nghiệp trên các lĩnh vực của Hoa Kỳ tìm hiểu đầu tư vào Thừa Thiên Huế. Thông qua cầu nối của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, tại hội nghị xúc tiến đầu tư của Thừa Thiên Huế, chúng tôi đã tìm hiểu các lĩnh vực đầu tư để có thể đầu tư vào Thừa Thiên Huế. Qua tìm hiểu về thông tin tiềm năng mà Thừa Thiên Huế giới thiệu, chúng tôi dự định sẽ đầu tư một dự án tại khu vực Chân Mây Lăng Cô. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp phép cho 15 dự án mới với tổng vốn đầu tư đạt 1.536 tỷ đồng, trong đó địa bàn khu kinh tế công nghiệp cấp mới 5 dự án với vốn đầu tư đăng ký 1.242 tỷ đồng, còn một dự án FDI với vốn đăng ký 575 tỷ đồng. Ngoài địa bàn khu kinh tế công nghiệp cấp mới 10 dự án với vốn đầu tư đăng ký khoảng 250 tỷ đồng. Ngoài ra, 9 dự án cũng đã được cấp quyết định chủ trương và đang lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn kêu gọi đầu tư trên 8.400 tỷ đồng. Những con số trên phần nào đã chứng minh những nỗ lực không ngừng của chính quyền trong thời gian qua. Chúng ta sẽ thực hiện các cái chính sách giải phóng mặt bằng giống như trong khu kinh tế để làm có cái đất sạch. Và một cái việc nữa rất quan trọng đó là chúng ta sẽ hỗ trợ cho các cái nhà đầu tư để thực hiện các cái thủ tục đầu tư. Và để là nhấn giáo đất sớm cho họ để họ có cái triển khai, bên cạnh đó thì chúng ta phải hỗ trợ đào tạo cái nguồn nhân lực để sẵn sàng khi có cái việc đào tạo. Thừa Thiên Huế còn rất nhiều tiềm năng về hợp tác đầu tư phát triển, có nhiều lợi thế so sánh, đặc biệt là vị trí thuận lợi, nguồn nhân lực chất lượng cao, tỉnh liên kết vùng chặt chẽ. Cùng với đó, chính quyền luôn cam kết đồng hành cùng với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong triển khai các dự án tại địa phương. Chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư khi đến Huế với niềm tin là xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành điểm thu hút đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước với quyết tâm và sự đồng lòng của tất cả các cấp các ngành trong tỉnh. Thừa Thiên Huế sẽ hoàn thành thắng lợi các cái mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong 2022. Một trong những minh chứng rõ ràng và cụ thể trong việc thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực là chính quyền Thừa Thiên Huế đã cải thiện môi trường đầu tư mạnh mẽ, mà minh chứng rõ nét nhất là việc thành lập 4 tổ công tác do Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án là bước đi quan trọng, tạo điều kiện để phát triển kinh tế nhanh hơn. Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, du lịch Việt Nam được đề cử tại 10 hạng mục của Giải thưởng Du lịch World Travel Award 2022, giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực du lịch. Theo đó, 10 hạng mục du lịch Việt Nam được đề cử gồm điểm đến hàng đầu châu Á, điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Á, điểm đến di sản hàng đầu châu Á, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á, điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á, điểm đến dành cho giới trẻ hàng đầu châu Á,
điểm đến bãi biển hàng đầu châu Á, cơ quan du lịch hàng đầu châu Á dành cho Tổng cục Du lịch, điểm đến thành phố hàng đầu châu Á dành cho Hà Nội, điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á dành cho Hội An. Trước đó, Việt Nam đã 3 lần là điểm đến hàng đầu châu Á, nhiều lần dẫn đầu khu vực tại các hạng mục di sản, văn hóa, du lịch bền vững từ năm 2018 đến năm 2021. Thời gian bình chọn sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8. Chiều qua, Viện Ứng dụng và Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học ký kết với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoa học Công nghệ KEFA về hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Hai bên đã thống nhất các nội dung hợp tác về thực hiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm khoa học công nghệ đạt các tiêu chuẩn chất lượng theo đặt hàng của doanh nghiệp và viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu ứng dụng cũng sẽ phối hợp với doanh nghiệp để nghiên cứu tạo ra sản phẩm khoa học công nghệ có đồng thương hiệu và đồng đăng ký sở hữu trí tuệ trong các lĩnh vực hóa dược và dược chất thiên nhiên, xây dựng thương hiệu của các sản phẩm và độc quyền thương hiệu do hai bên hợp tác sản xuất đáp ứng nhu cầu của xã hội. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác này là một trong những bước đi nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược của Trường Đại học Khoa học trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho xã hội, tạo ra giá trị thực tiễn và hiệu quả từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tối qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 6 trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương năm học 2022-2023. Theo đó, điểm chuẩn năm nay là 18 điểm đối với lớp tiếng Anh và 14,5 đối với lớp tiếng Pháp, tương đương với điểm chuẩn năm học trước. Đặc biệt, thủ khoa năm nay đạt số điểm 28 điểm với 3 môn thi Toán, Tiếng Việt và Ngoại ngữ. Năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương có 360 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trên tổng số 1.500 thí sinh dự thi, là năm ghi nhận tỷ lệ chọi khá cao so với các năm học trước. Phương thức tuyển sinh vào trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương là xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh. Trong thời gian từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 6, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương sẽ nhận đơn phúc khảo của học sinh. Phần cuối chương trình là những tin tức khác. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đã có công văn số 5618 chỉ đạo Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, để chủ động giám sát các ca bệnh đậu mùa khỉ và kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ ngay tại cửa khẩu, đặc biệt là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh này. Đồng thời hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp mắc bệnh, phối hợp với các Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang để chẩn đoán xác định ca bệnh, tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh đậu mùa theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Để thực hiện tốt chính sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh ban hành công văn số 5655 yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã và các huyện tăng cường công tác phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã và các huyện chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, nội dung thông tin tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các phòng ban ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hàng năm. Xây dựng văn bản hướng dẫn để thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân tham gia trên địa bàn. Rà soát, cung cấp danh sách tiềm năng người chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn và thông tin tổ chức dịch vụ nhận ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nhân viên của tổ chức dịch vụ nhận ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để phối hợp tuyên truyền, tổ chức hội nghị khách hàng phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã và các huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hàng năm, xây dựng văn bản triển khai thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân tham gia trên địa bàn. Ủy ban nhân dân các thị trấn, phường, xã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức dịch vụ nhận ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổ chức hội nghị khách hàng để tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phần cuối chương trình là tin tức thể thao.
Chiều qua trên sân vận động Tự Do thành phố Huế đã diễn ra lễ khai mạc vòng loại giải bóng đá vô địch U17 quốc gia năm 2022 với trận đấu đầu tiên diễn ra giữa U17 Thừa Thiên Huế và U17 Sông Lam Nghệ An. Giải có sự tham gia của 33 đội bóng trẻ, nhiều nhất từ trước đến nay, đến từ các câu lạc bộ V-League, giải hạng nhất, hạng nhì quốc gia, các tỉnh, thành, ngành và các trung tâm đào tạo trong nước. Các đội được chia làm 5 bảng A, B, C, D và E thi đấu vòng trong một lượt tính điểm. Sau 5 lượt trận, cho 12 đội có thành tích tốt nhất trong 5 bảng vào thi đấu vòng chung kết. Vòng loại bảng B diễn ra tại sân vận động Tự Do do chủ nhà Thừa Thiên Huế đăng cai. Bảng B gồm 5 đội Thừa Thiên Huế, Sông Lam Nghệ An, Đông Á Thanh Hóa, Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Hương Sơ, thành phố Huế tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 năm 2022. Đại hội lần này có sự tham dự của bà con nhân dân tại định cư thuộc dự án giải tỏa dân cư di tích Kinh Thành Huế. Tham gia đại hội năm nay có 6 đơn vị đến từ 6 khu vực trên địa bàn phường. Trong đó có khu vực 6 là đơn vị thuộc 2 tổ dân phố, tập trung bà con nhân dân tại định cư tại nơi ở mới. Điểm nhấn của lễ khai mạc là diễu hành, biểu dương lực lượng, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương. Đại hội dự kiến diễn ra đến hết ngày 17 tháng 6 với 5 bộ môn chính, gồm cờ tướng, chạy việt giả, kéo co, nhảy bao bộ và bóng đá. Qua các lần tổ chức, Đại hội Thể dục Thể thao phường Hương Sơ thực sự là một ngày hội thể thao của toàn dân, góp phần đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.